Một điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn đó là Thùng có đăng một cái uh, post trên những mạng xã hội. Đó chính là Thùng muốn nhắc nhở các bạn là cái cảm giác mà các bạn vừa trải qua những đợt xuống giá mạnh ở những mức như là xuống tới 30.000 hay là những mức như là các bạn chạm 40.000 gần đây mà nhiều bạn lúc đó là hoang mang, lo sợ, mất hy vọng và nghĩ là giá sẽ tiếp tục đi xuống đó. Thì cá mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn là các bạn đừng có quên cảm giác đó. Khi mà các bạn có cái cảm giác mạnh như vậy nhưng mà ngược lại đó các bạn có thể là có cái sự tin tưởng tuyệt đối cái cảm giác hoàn toàn ngược lại khi mà giá cả tăng các bạn cảm thấy hưng phấn các bạn hoàn toàn tin tưởng là không lý do gì giá đi xuống thì đó là cái dấu hiệu đỉnh cho đến khi mà bạn có cảm giác đó đó thì các bạn có thể tiếp tục diamond hand trong quyền anh đó, người ta thường hay nói là không hẳn là cú đấm mạnh nhất sẽ đánh gục bạn mà là cú đấm bạn không ngờ mới là cú đấm hạ gục bạn thì điều thường muốn chia sẻ ở đây đó là các bạn thấy được là cái cảm giác lúc nào cũng như vậy lúc mà các bạn lo sợ tuyệt đỉnh đó, thì thường là các bạn thấy được giá cả nó sẽ không có uh, như là các bạn nghĩ nhưng mà ngược lại khi mà các bạn có cái sự lạc quan tuyệt đỉnh thì giá cả nó cũng sẽ không như là các bạn nghĩ cái mà thường muốn chia sẻ của bạn đó là trong thị trường này thường đã từng chứng kiến rất là nhiều người có cái phần lợi nhuận rất là cao có thể nói là trên giấy tờ các bạn có lợi nhuận rất là cao nhưng mà nhiều người đó thì lại có cái sự lạc quan uh, quá mức ở một số thời điểm dẫn đến là sau khi mà giá cả có cái xu hướng ngược lại đó thì tất cả những cái lợi nhuận đó đã từ từ biến mất thậm chí là còn trở nên lỗ nữa cho nên điều mà thường muốn chia sẻ các bạn là lúc nào các bạn cũng phải có một cái mục tiêu cho bản thân của mình thị trường này không ai biết được tương lai các bạn cần phải có những cái chiến lược như là các bạn đầu tư vào thị trường này thì các bạn phân bổ vốn hóa như thế nào các bạn có áp dụng trung bình giá hay là không và các bạn phải nên biết là thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn cho nên nhiều bạn thường hay nói là đang trung bình giá nhưng mà giá cứ tiếp tục đi xuống hoài khiến cho không còn tiền để trung bình giá nữa thì đây là những điều mà các bạn cần phải rút kinh nghiệm để các bạn thấy được là thị trường có thể là đi xuống lâu hơn là bạn còn vốn để mà trung bình giá cho nên các bạn cần phải có sẵn cái sự chuẩn bị đó cũng như là thị trường có thể tăng trưởng lâu hơn sau khi mà bạn đã bán token kinh của mình như bạn hỏi thường là có một mức giá nào mà thường sẽ bán hết cái của mình hay không? thì cô trả lời là không. như thường đã chia sẻ của bạn, thường sẽ không có all in và cũng không có all out. thường chung mình giá vào thì sẽ có cái chiến lược chung mình giá ra và chốt lời không có gì là sai hết và không có nghĩa là khi mà các bạn nghĩ đến chút một phần lời không có nghĩa là các bạn không diamond hand hay là các bạn không tin tưởng điều này hoàn toàn khác nhau diamond hand hay là các bạn ho đồ có nghĩa là những cái thời điểm mà nhiều người lo sợ những cái thời điểm đó các bạn không lo sợ tại vì các bạn có cái lòng tin vào thị trường này và các bạn tận dụng những cái thời điểm đó để mà kiếm được lợi nhuận các bạn không bán tháo tại vì hoảng hốt đó mới là diamond hand chứ không phải là các bạn nghĩ đến chút lời là các bạn không phải là diamond hand đây là cái hai cái quan điểm khác nhau mà thường muốn chia sẻ với các bạn và tuy là các bạn thấy được là thị trường bitcoin bây giờ đó là ở mức là gần 50.000 đô cho một đồng bitcoin có thể nói là cái đây 2 năm đó, nếu như mà các bạn nói tới là Bitcoin sẽ 50.000 đô thì nhiều người sẽ không có tin Tại vì lúc đó giá Bitcoin chỉ xoay quanh cái mức là 3 cho đến 5.000 đô mà thôi Nhưng mà giờ đây là, là, cái sự thật Và một ngày nào đó một người ta nói là Bitcoin sẽ đạt tới 500.000 đô thì bây giờ nhiều người lại không tin Nhưng mà tôi nghĩ là điều đó hoàn toàn có thể đương nhiên là không phải là trong thời gian ngắn sẽ đạt được Nhưng mà tôi nghĩ là cái xu hướng Bitcoin sẽ một ngày nào đó đi tới cái con số là 500.000 đô trong hoạt động Bitcoin Tại sao mà nhiều người có cái suy nghĩ đó Thì tuy là các bạn thấy là thị trường Bitcoin bây giờ đó Là tổng số vốn hóa đã gần 1 nghìn tỷ rồi Bây giờ là khoảng hai 920 tỷ Và các bạn thấy là tổng số vốn hóa thị trường này là sáu nghìn tỷ Thì con số này là con số rất là lớn và một đồng Bitcoin đáng giá là gần như là 49.000 đô là một con số không nhỏ Và nếu nói là Bitcoin lên tới cái mức là 500.000 đô thì có nghĩa là Bitcoin phải tăng 10 lần so với cái mức hiện tại Thì nhiều người cho điều này là không có thể Tại vì vốn hóa đã quá lớn rồi Thực ra mà nói vốn hóa của Bitcoin bây giờ Lớn đối với là những gì mà chúng ta đã chứng kiến trước đây Nhưng mà không có lớn Khi mà chúng ta nhìn vào toàn cảnh của thị trường tài chính Các bạn thấy được là đây là một cái hình ảnh minh họa Được chia sẻ bởi một người tên là Dennis Porter Ở trên Twitter Thì cái mà được chia sẻ đây đó Là các bạn thấy được là Bitcoin có thể nói đơn giản là 1.000 tỷ đi Toàn bộ trên crypto cái phần còn lại là khoảng 1.000 tỷ Nhưng mà các bạn thấy là khi mà so sánh với lại những thị trường khác Các bạn thấy là thị trường bạc là 1.2 nghìn tỷ Thị trường vàng là 11.000 tỷ Nếu như mà chúng ta tin tưởng là Bitcoin ngày nào đó sẽ ngang hàng với vàng Về cái phương diện vốn hóa Thì lúc đó chúng ta lấy 11.000 tỷ này chia cho cái số lượng Bitcoin Thì một đồng Bitcoin sẽ đáng giá khoảng chừng là 500.000 đô Cho nên nhiều người đưa ra con số 500.000 đô Nhưng mà Bitcoin đối với thần sẽ không ngừng lại ở đây mà sẽ còn tiếp tục nữa các bạn thấy được là so sánh Bitcoin với lại thị trường chứng khoán đó là 90.000 tỷ chúng ta so sánh Bitcoin với lại thị trường trái phiếu là 130.000 tỷ so sánh với lại thị trường bất động sản là 220.000 tỷ so sánh với lại thị trường Forex là 120.000 tỷ và so sánh với lại thị trường những cái hợp đồng như là option futures thì lên tới 600 cho đến 1.200.000 tỷ có thể thấy được là tiềm năng của Bitcoin và crypto đó rất là lớn tại vì thị trường bây giờ thực sự so với lại thị trường tài chính truyền thống đó thì chỉ là một phần cực kỳ nhỏ mà thôi cơ hội vẫn còn trước mắt đương nhiên giá cả nó sẽ đi theo có lúc lên có lúc xuống có lúc điều chỉnh mạnh có lúc tăng trưởng mạnh nhưng mà cái xu hướng chung tương lai thì vẫn tiếp tục tin tưởng là Bitcoin đang tiến tới và crypto đang tiến tới và sẽ càng ngày càng có một cái phần lớn hơn trong thị trường tài chính Bây giờ đó nhiều người nói tới Bitcoin Crypto như là một cái công cụ để khoảng chừng là 5% vào trong cái chương trình đầu tư của mình để mà đa dạng hóa chương trình đầu tư Một ngày nào đó thường nghĩ là người ta sẽ làm ngược lại có nghĩa là phần lớn người ta sẽ đầu tư vào trong crypto và người ta đầu tư vào những mảng khác để mà đa dạng hóa đó là lòng tin của thượng liên quan đến thị trường này mà thường muốn chia sẻ với các bạn một đề tài khác thường muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay đó đó chính là những bài nào mà yêu thích game Axie Infinity và nhất là những bài nào mà ho đồ đồng Axie Infinity đó thì chúc mừng các bạn tại vì các bạn thấy được là sau khi mà cái thông tin được chia sẻ hồi thứ năm trong cái video của thượng nó liên quan đến là Axie Infinity đã có cái chế độ staking thì các bạn thấy được là cái token đã tăng lên rất là nhanh và bây giờ chúng ta lại có cái thông tin là Axie Infinity sẽ ra mắt một cái sàn phi tập trung, một cái sàn DEX. đương nhiên bây giờ thuận vẫn chưa biết nhiều chi tiết nên không thể chia sẻ với các bạn được. nhưng mà các bạn thấy được là cái giá cả token Axie Infinity đã có cái sự tăng trưởng rất là nhanh. các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thôi đã tăng 91% rồi trong vòng một ngày qua đã tăng thêm 10% thì đương nhiên đây là một cái dấu hiệu là có thể là đồng Axie Infinity được thu mua để chuẩn bị tham gia vào staking để có thể nhận được lợi nhuận. Các bạn có đầu tư vào Axie Infinity hay là không? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Thì như bạn hỏi Thuận là Thuận có đầu tư vào Axie Infinity hay là không thì hiện bây giờ là Thuận không có đầu tư vào trong cái đồng này Nhưng mà trước đây đó Thuận cũng đã là một cái team để mà thử nghiệm chơi game Axie Infinity Nhưng mà Thuận là một người mà không có chuyên về game và cũng không có giỏi về chơi game và cũng không có nhiều thời gian để mà tìm hiểu game à, Cho nên đó đối với uh, Thuận đó, thì Thuận có một uh, kinh nghiệm Thuận muốn chia sẻ với các bạn Thì đối với lại những cái dự án mà các bạn vừa có thể tham gia hay là các bạn có thể là đầu tư vào cái token thôi đó, thì đối thuận một người mà không có nhiều thời gian thì thuận vẫn lựa chọn là đầu tư vào cái token thì nó đơn giản hơn giống như là nhiều bạn hỏi thuận là nên chơi game hay là nên đầu tư token thì cái đó là tùy theo thôi nếu các bạn là người mà thích game hay là các bạn là người mà thích có cái thu nhập đến từ những cái play to earn thì các bạn có thể chơi game nhưng mà đối với thường thường thì không có cái thời gian để mà chơi game tại vì không có gì là miễn phí hết á các bạn muốn có cái thu nhập đến từ những cái game play to earn thì các bạn phải play các bạn mới earn được cho nên các bạn cần phải bỏ thời gian ra để mà làm cái vấn đề đó nhưng mà đối với thuận nên nếu như mình thuận lựa chọn thì thường nghĩ là đầu tư vào token sẽ là cái cách đơn giản hơn tại vì nếu như mà các bạn có lòng tin vào cái game đó thì các bạn thấy là token cũng sẽ có sự tăng trưởng và cũng tương tự nhiều bạn hỏi thuận là nếu như mà muốn tham gia vào những cái giống như là cái thế giới điện tử như là Decentraland á thì nên mua cái miếng đất điện tử đó rồi xây một cái tòa nhà để mà bán kiếm tiền hay là cho mướn hay là nên đi mua cái token thì thường nghĩ là nếu như mình thường đầu tư về Decentraland thường cũng sẽ lựa chọn nó mua token nó sẽ đơn giản hơn cũng giống như là các bạn thấy được là các bạn có thể tự tham gia vào trong DeFi Nếu như mà các bạn thích giống như là đi Yield Farming Đi tìm kiếm những cái dự án Yield Farming mà có lợi nhuận cao à, Hay là các bạn có thể là lưu trữ cái token Mà những cái dự án đó nằm ở trên à, cái mảng đó Giống như là các bạn thấy các bạn có thể là tham gia vào để mà lưu trữ đồng BNB Hay là các bạn có thể lưu trữ đồng Ethereum, à, Solana vân vân Thì đương nhiên nếu như mà các bạn tin tưởng là DeFi sẽ phát triển mạnh trên những nền tảng đó hay là NFT sẽ phát triển mạnh trên những nền tảng đó thì các bạn thấy được những cái token đó cũng sẽ có cái sự tăng trưởng. Nếu như mà các bạn thấy là có một cái dự án NFT nổi tiếng uh, đang bán rất là chạy ở trên một mạng lưới nào đó thì các bạn sẽ thấy được cái token mạng lưới đó cũng sẽ có cái sự phản ứng. Thì đây là cái cảm nghĩ cá nhân của Thuận mà thôi uh, cho nên uh, thường không có tham gia vào để mà đi tìm kiếm những cái dự án U-Farming hay là thường không có tham gia vào để mà chơi game vân vân nhưng mà thuần vẫn theo dõi cái thị trường này nhưng mà nếu như bảo thuần thì thường cảm thấy là lưu trữ cái token của cái nền tảng đó thì sẽ đơn giản hơn đối với một nhà đầu tư